Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Tập 1 Lời nói đầu khảo cứu theo truyền sử trong đại tạng khi thành đạo vô thượng chánh giác chưa vội rời đạo tràng bồ đề đức thích ca mâu ni phật với pháp thân tỳ lô giá na cùng chư đại bồ tát chứng giải thoát môn tuyên thuyết kinh quan nghiêm sau khi đức phật nhập diệt lối sáu trăm năm do long thọ bồ tát kinh quan nghiêm này mới được lưu truyền bằng phạm văn toàn bộ kinh chữ phạn có một trăm ngàn bài kệ chia làm bốn mươi tám phẩm đến nhà đường đại sư thật Đà từ nước du điền mang bổn kinh chữ phạn này sang trung quốc dịch ra hán văn nhưng đại sư chỉ dịch được ba mươi chín phẩm từ phẩm thế chủ diệu nghiêm đến phẩm nhập pháp giới cộng có ba mươi sáu bài kệ theo phạm văn còn lại chín phẩm sáu mươi bốn bài kệ phạm văn chưa được dịch ra hán văn Kế đó, Pháp Sư Bát Nhã, người kế tân dịch thêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện ra Hán văn thành phẩm thứ 40 của Bộ Kinh Hoa Nghiêm này. Nguyên bổn chữ Hán chia ra làm 81 quyển. Vì sách thấy chia quyển ra như thế, có nhiều phẩm bị cắt ra làm hai ba quyển hoặc nhiều hơn. Thành thử mạch văn bị gián đoạn, nên khi phiên dịch ra dịp văn, tôi chỉ lấy phẩm mà không theo quyển của bốn chữ Hán. Tuy nhiên, tôi vẫn chia số quyển của bổn chữ Hán trong bổn diệp văn này để tiện sự so cứu của người đọc. Kinh này gọi đủ là Đại Phương Quảng Phật Quan Nghiêm, ta quen gọi là Kinh Quan Nghiêm. Nội dung của kinh này đứng trên cảnh giới bất tư nghị giải thoát, chư pháp thân đại sĩ thừa oai thần của Đức Phật, tuyên dương công đức cùng cảnh giới của chư Phật và xương minh nhân hạnh xứng tánh bất tư nghị của chư đại Bồ Tát. Kinh Quan Nghiêm này đã hoàn toàn ở trong lãnh vực xứng tánh bất tư nghị giải thoát mà xương minh, nên mỗi lời, mỗi câu trong kinh này đều lấy toàn thể pháp giới tánh làm lượng. Đã là toàn thể pháp giới tánh nên tất cả giáo, lý, hạnh, quả nơi đây đều dung thông vô ngại nên cũng gọi là vô ngại pháp giới. Từng bậc cứu cánh của vô ngại pháp giới là sự sự vô ngại pháp giới chỗ chứng nhập hoàn toàn của chư phật mà chư pháp thân bồ tát thời được từng phần muốn hiểu thấu phần nào cảnh giới trên đây người học đạo cần phải biết rõ bốn pháp giới bốn cấp bậc mà chư đại bồ tát tuần tự tu chứng một lý vô ngại pháp giới hai sự vô ngại pháp giới ba lý sự vô ngại pháp giới bốn sự sự vô ngại pháp giới lý tức là chân lý thật tánh là thể tánh chân thật của tất cả pháp nên cũng gọi là pháp tánh hay pháp giới tánh chân như tánh tất cả pháp trong vũ trụ đều đồng một thể tánh chân thật ấy thể tánh ấy dung thông vô ngại nên gọi là lý vô ngại pháp giới người chứng được lý vô ngại này chính là bậc thành tựu căn bổn trí mà bắt đầu dự vào hàng pháp thân bồ tát tất cả pháp sự đều đồng một thể tánh chân thực tức là đồng lấy pháp tánh làm tự thể toàn thể sự là pháp tánh mà pháp tánh đã viên dung vô ngại thời toàn sự cũng vô ngại nên gọi là sự vô ngại pháp giới người chứng được pháp giới này chính là bậc pháp thân bồ tát thành tựu sai biệt trí cũng gọi là quyền trí tục trí hậu đắc trí lý là thể tánh của sự tất cả pháp sự là hiện tượng của lý tánh vậy thời lý tánh tức là lý tánh của sự còn sự lại là sự tướng của lý tánh vậy thời lý tánh tức là lý tánh của sự còn sự lại là sự tướng của lý tánh chính lý tánh là toàn sự mà tất cả sự là toàn lý tánh nên gọi là lý sự vô ngại pháp giới người chứng được lý sự pháp giới này thời là bậc pháp thân Bồ Tát đồng thời hiển pháp cả hai trí căn bổn trí và sai biệt trí tất cả sự đã toàn đồng một thể tánh mà thể tánh thờ dung thông không phân chia riêng khác nên bất luận là một sự nào cũng đều dung nhiếp tất cả sự và cũng đều tức là tất cả sự một sự nhiếp và tức tất cả sự tất cả sự nhiếp và tức một sự thế là sự sự vô ngại tự tại nên gọi là sự sự vô ngại pháp giới người chứng được sự sự pháp giới này là bậc pháp thân bồ tát thành tựu nhất thiết chủng trí viên mãn trí này chính là đấng vô thượng giác phật thế tôn sự sự vô ngại pháp giới dung thông tự tại nội dung của toàn bộ kinh hoa nghiêm được chứng minh trên toàn thể văn kinh này Nay xin lược dẫn một vài đoạn văn rõ nhất để chưa học giả tiện tham cứu. Sự sự là tất cả sự hoặc là tất cả pháp, tức là toàn thể không gian và thời gian. Về không gian dung thông vô ngại văn kinh nói: Bao nhiêu di trần trong thế giới, trong mỗi di trần thấy các cõi. Bửu quan hiện Phật vô lượng số, cảnh giới tự tại của Như Lai vô lượng vô số núi tu di đều đem để vào một sợi lông một thế giới để vào tất cả tất cả thế giới để vào một thể tướng thế giới vẫn như cũ vô đẳng vô lượng đều cùng khắp trong một chân lông đều thấy rõ vô số vô lượng chư như lai tất cả chân lông đều thế cả tôi nay kính lại tất cả phật về thời gian dung thông cho ngài văn kinh nói kiếp quá khứ để hiện vị lai kiếp vị lai để quá hiện tại ba đời nhiều kiếp là một niệm chẳng phải dài vắng hành giải thoát tôi hay thâm nhập đời vị lai tất cả kiếp thâu là một niệm hết thảy những kiếp trong ba đời làm khoảng một niệm tôi đều nhập về không gian và thời gian dung thông vô ngại nhau Văn Kinh nói Khắp hết mười phương các cõi nước Mỗi đầu lông đủ có ba đời Phật cùng quốc độ số vô lượng Tôi khắp tu hành trải trần kiếp Trong một niệm tôi thấy ba đời Tất cả các đấng nhân sư tử Cũng thường vào trong cảnh giới Phật Như quyển giải thoát và oai lực tất cả sự không ngoài thời gian và không gian, thời gian dung thông thời gian, không gian dung thông không gian. Thời gian dung thông không gian, không gian dung thông thời gian. Một không gian dung thông tất cả không gian, một thời gian dung thông tất cả thời gian. Tất cả dung thông với một, thời gian với không gian, một cùng tất cả cũng đều dung thông như vậy. Đây chính là sự sự vô ngại pháp giới, mà cũng chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị mà kinh quan nghiêm này lấy đó làm nội dung như đã nói ở trên lược giải một vài điều để giúp phần nào cho học giả khi cần thấy phải thấu triệt nội dung của kinh này vị nào muốn nghiên cứu đầy đủ xin xem bộ quan nghiêm đại sớ của tố thanh lương và thập quyền môn của tố hiền thủ tôi thành kính đem công đức phiên dịch diệp văn này hồi hướng cho tất cả chúng sanh đồng về tịnh độ đông sớm thành Phật Viết tại chùa Giảng Đức Thủ Đức Ngày Phật nhập Niết Bàn rằm tháng 2 năm 2508 Dịch giả Hân tịnh tỳ kheo Thích trí tịnh Trung tâm sách nói Phật giáo Diệu Pháp Âm Thực hiện Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ Thi Mai Kim Phụng Đức Uy Kim Phượng và Thanh Thuyết Thành Kính Cúng Dường Pháp Bảo Ngữ Nguyện Chánh Pháp Cửu Trụ Thế gian